Xin chào cô chú chị, em là Điền đây. Lời nói đầu tiên thì em xin kính chúc cô chú chị nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt để mua đất em Điền ha. Và hôm nay em Điền sẽ giới thiệu một lô đất cho cô chú chị mà chỉ có 350 triệu đồng thôi anh chị ơi. À, tại huyện Xuyên Mộc nha anh chị. Hiện tại em đang ở đây là xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Một lô đất 5m và sâu 20m, có 80 thổ cư. À, khu dân cư rất là đông mà giá chỉ có 350 triệu đồng thôi. Thì đây, sau lưng em Điền đây là mặt tiền đường nhựa anh chị, rộng khoảng 8m anh chị. Em sẽ giới thiệu anh chị cái lô đất này ha. Rồi, trước mặt cô chú chị mình đây là cái mặt tiền đường nhựa rộng 8m. Và cái hướng trước mặt mình đây là có ngã tư nè, cả ma ba nè anh chị. Thì mình rẽ trái rẽ phải, mình đi ngược trở lại tỉnh lộ 329 anh chị. Thì từ đây ra tỉnh lộ 329 chắc khoảng 1 cây số anh chị. Cái chỗ này thì dân cư rất là đông ha, và khu dân cư đông gọi là san sát nhau luôn anh chị, rất là đông. Và trường học đồ cũng rất là gần đây ha. Và cái hướng sau lưng cô chú anh chị mình đây là tới đây có một ngã ba, mình rẽ trái rẽ phải đều ra được 329 anh chị. Đó, thì theo như em Điền đã nói là ra 329 thì khoảng là 1 cây số thôi, chưa tới ạ. Và trước mặt cô chú chị đây là cái rừng cao su, cái rừng gọi là cao su lâm trường anh chị. Đây, đó, đường nhựa rất là rộng ha. Và em Điền xin giới thiệu với cô chú chị lô đất đây. Diện tích là 5 sâu 20 và có 80 thổ cư. Đây, đất mình sẽ nằm ngay từ ranh móc tường này ha, và qua bên này là 5m và sâu vô đó là cái tường gạch đó là sâu 20. À, chị có thể thấy này, dân cư rất là đông và có 80 thổ cư. À, từ vị trí mình em Điền đang đứng đây á thì là có là ra trung tâm xã Hòa Hội á, là khoảng đâu đó 2 đến 3 cây số thôi, rất là gần. Và mình đi ra tỉnh lộ 329 này, mình đi đường này ha, mình rẽ trái rẽ phải, mình đều ra được tỉnh lộ 329. Và tỉnh lộ 329 này mình sẽ rẽ bên này là mình đi hướng ra Bà Tô, thị trấn Phước Bửu, cũng như là đi biển Hồ Tràm anh chị. Mà từ đây ra đó thì khoảng đâu đó là 20 cây số anh chị ha, 20 cây số đó là ra biển Hồ Tràm nha. Còn mà ra thị trấn Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện thì khoảng là 15m thôi, 15 phút đi đường thôi anh chị. Và từ Sài Gòn cũng như là thành phố Bà Rịa Vũng Tàu cũng đi ra hướng đó luôn anh chị, đi ra Bà Tô, mình có quốc lộ 5 đó, mình sẽ thông đi được thành phố Vũng Tàu cũng như là đi thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ thành phố Hồ Chí Minh mà chạy xuống đây thì mất khoảng là 2 tiếng rưỡi đi đường cao tốc anh chị. Này, huyện Xuyên Mộc thì cũng rất là gần. Theo như anh chị đã biết thì huyện Xuyên Mộc mình giáp với lại tỉnh Bình Thuận và cũng như giáp với tỉnh Đồng Nai anh chị ha. Và em cũng nói luôn cái đất này của mình hiện tại nó như thế này. Thì hiện tại cái đất của mình đang là có giấy biên nhận và đang làm sổ, thì gọi là có giấy biên nhận của nhà nước và đang làm sổ, là làm sổ nguyên cái mặt này ha, là làm ra sổ hồng cho mình. Và sau đó chủ nhà sẽ lấy sổ hồng đó về và tách cho mình là 5m này sâu 20 và có 80 thổ cư anh chị. Thì trong sổ là hiện tại là đang có 300 thổ cư rồi. Thì nghe chủ nhà đâu đó là nói thì sắp có rồi, sắp có cái sổ này rồi. Thì mình cứ về coi đất rồi mình cứ thương lượng trực tiếp với chủ thôi, mình đặt cọc bao nhiêu đó rồi mình sẽ có thời gian hạn của chủ hoặc là thời gian hạn của nhà nước. Rồi, trước mặt cô chú anh chị đây là cái vị trí em đang đứng ở đất mình anh chị. Đây, đất mình sẽ là nằm ngay đây nha anh chị. Và mình sẽ có một con đường đây nè, mình đi đường này nè. À, có con đường đây nha anh chị, đây là có đường nha, chưa hiển thị do cái tán cây nó che thôi, chỉ có mình có đường đây. Và đường đây mình cũng đi ra được nè, anh chị có thể thấy nè, cái con đường tên là Hòa Bình và đi Bình Châu đó. Và con đường này là đi được cả 2 xã nha anh chị, liên xã luôn.
Đây, từ đây mà đi ra đây thì khoảng đâu là một cây số thôi, chưa tới đâu. À, ra đây là tỉnh lộ quốc tỉnh lộ 329 anh chị. Đây. Và về hướng này là mình đi Hòa Hiệp này, cũng như là đi xã Bình Châu này, đi vòng lại xã Bình Châu và đi ngược lại đây anh chị mình ra thị trấn Phước Bủ, cũng như là đi ra ngã tư Xuyên Mộc này, và mình đi ra thông tất cả các hướng anh chị. Đây mình đi ngược ra đây là ngã tư Xuyên Mộc này và ra thị trấn Phước Bủ này, và cũng như đi Hồ Tràm mà xuống đây nè anh chị. Mình ra tới thị trấn Phước Bủ thì mình gặp cái con đường là quốc lộ 55, thì anh chị cũng đã biết rồi, quốc lộ 55 là xuyên qua các tỉnh như Bình Thuận nè, Bà Rịa Vũng Tàu nè, Đồng Nai tới Đồng Nai ha. À, giao thông ở đây là rất là thuận tiện, nhưng mà ở trong này thì có cái là cái con đường á, con đường 329 này mình không thể thông ra tỉnh khác được, mình phải đi vòng tới Hòa Hiệp và vòng lại Bình Châu ha, và mình cũng đi Bình Thuận được con đường này ha. Rồi cái lô đất này thực sự là 350 triệu thì không còn cái chỗ nào mà có giá này nữa anh chị. Nói chung là chủ cũng kẹt quá rồi anh chị. Rồi anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ với em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế cái lô đất này. Rồi em xin chào và gặp lại anh chị ha.